Công an thị xã Mỹ Hào vừa phối hợp với Công an huyện Ân Thi phát hiện bắt quả tang một nam thanh niên đang có hành vi trộm cắp 4 chiếc bình ắc quy gắn trên hai chiếc xe ô tô tải có tổng trị giá khoảng 8 triệu đồng. Đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1981, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Cơ quan điều tra xác định trước đó Khang đã thực hiện 5 vụ trộm cắp các thiết bị điện tử như TV, loa, bộ thu phát tại các trường học nhà văn hóa, trụ sở, của các câu lạc bộ trên địa bàn thị xã mỹ hào và tỉnh hải dương được biết khang từng có 4 tiền án về tội trung cấp tài sản một tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.